có mỗi cái hộp sữa thôi đó mà mấy em gái nè, mấy chị, mấy cô, mấy mẹ mở nó chảy từ lưa. Ta nói mua cái hộp sữa gấu của Thái Lan này về uống thử, nghe đâu á đây là sữa gấu của Thái Lan nhưng mà gắn liền với mấy bà dân 8X 9X của Việt Nam mình thì cũng tò mò mua về uống thử, mà ta nói nha, nó văng tung té hết trơn luôn, mở hộp nào y như là gần hộp nấy á mấy bà. Hai là cái hộp sữa gấu của Thái Lan nè, ta nói nó hot gần gần ở trên top top luôn. Tôi không biết á là ngày xưa là tôi không có tuổi thơ hay là gia đình tôi khổ nữa, mà tôi cũng chưa có từng được uống cái sữa này á mấy bà. Nghe đâu á cái sữa gấu này nè, ngày xưa ai mà gia đình khá giả dữ lắm luôn mới có cái sữa này để uống á mấy bà. Với lại nó cũng rất là khó mua nữa, phải xách tay từ bên Thái về, Việt Kiều Thái thì mới có uống nha. Còn bây giờ thì dễ lắm mấy bà, chỉ cần xách tiền lên top top á là mua là có rồi mấy bà. Một lốc này á là 12 hộp, tôi mua hơn 100 cành á, tính ra là một hộp cũng 10 mấy cành á mấy bà, cũng không có rẻ hàng mà mỗi một lần mở nó văng tung té hết trơn luôn. Nhờ mấy anh chị trên top top chỉ thì tôi mới biết cách mở để nó không có bị văng á mấy bà. Khi mà mở thì mình phải thật là nhẹ nhàng từ tốn, giống như là chị Mộng Kha vậy đó, thì cái hộp sữa nó sẽ không có bị văng. Sữa gấu này á là chỉ là thương hiệu là sữa gấu thôi chứ nó là sữa bò nha. Cái vị của nó giống như là sữa tươi của mình gì đó mấy bà, nó nhạt nhạt nhưng mà cái độ béo và thơm của nó thì nhiều hơn. Thấy là cái sữa gấu này nè được các mẹ rất là chuộng cho mấy bé luôn, đặc biệt là bé nào kén ăn á mấy bà, tại vì cái sữa gấu này cực kỳ giàu dinh dưỡng và canxi luôn. Bây giờ tôi thấy cũng có một số quán cà phê trà sữa người ta thay cái sữa đặc bằng cái sữa gấu này nè mấy bà nào chưa thử thì nên tìm mua uống thử nha.